Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sau khi nhận được lương bị nợ từ tháng 5 năm 2021 vào tháng 1 năm 2022, gần 100 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại tiếp tục bị nợ lương tháng 2 và tháng 3 của năm 2022. Chiều nay thì các y bác sĩ lại cầm băng rôn xuống đường kêu cứu, yêu cầu bệnh viện trả đủ lương cũng như đề nghị lãnh đạo có câu trả lời chính xác về cơ cấu tổ chức của bệnh viện khi thực hiện mô hình tự chủ thất bại từ tháng 6 năm 2019. Chúng tôi không muốn đi xin ăn từng tháng. Đây là một thông điệp mới khác với lần trước xuống đường của cán bộ nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh mà chúng tôi đã đề cập vào tháng 1 của cùng năm 2022 này. Ngoài những khẩu hiệu như hãy cứu lấy blue trắng hay một cơ quan, hai chế độ, thì sau khi họ được thanh toán khoản lương của năm 2021, cho đến thời điểm này, họ đang tiếp tục bị nợ lương và lại tiếp tục xuống đường để đòi quyền lợi chính đáng của mình. Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp. Sau giờ làm việc, gần 100 cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại cầm băng rôn xuống đường kêu cứu, yêu cầu bệnh viện trả lương và giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của bệnh viện. Chúng tôi ký hợp đồng viên chức với Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Trong khi đấy, cán bộ bên học viện thì đầy đủ lương, thưởng. Còn chúng tôi được phân ra bên bệnh viện thì lại không có lương, không có một cái thưởng gì cả. Cuộc sống cực kỳ khó khăn. Xin bố mẹ, mẹ tôi thì hơn 70 tuổi rồi, bố tôi mất rồi. Mà vẫn cứ phải xin bố mẹ từng đồng một để nuôi con như thế. Trong khi đó là bên lãnh đạo học viện cũng như là ban lãnh đạo của bệnh viện, họ đều có lương, có thưởng, con họ ăn đầy đủ, con chúng tôi ăn bằng gì? Không chỉ dừng lại ở vấn đề nợ lương, những cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh muốn gây sức ép để có câu trả lời chính thức, giải quyết triệt để về vấn đề tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, về việc có sáp nhập hay giải thể, không thể để người lao động sống trong kiểu thấp thỏm như thế này. Chúng tôi cần có một câu trả lời rõ ràng là chúng tôi sẽ đi về đâu, chúng tôi sẽ tự làm tự ăn, chúng tôi sẽ vẫn ở lại đơn vị Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam hay là chúng tôi sẽ sáp nhập với một đơn vị khác để chúng tôi hoàn toàn yên tâm và có một cái môi trường làm việc mà đảm bảo là trong sạch, công bằng và có sự tôn trọng. Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, vào ngày 25 tháng 1, tất cả người lao động đã nhận đủ số tiền bị nợ gồm 50% lương từ tháng 5 đến tháng 11 và toàn bộ tiền lương của tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022. Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau đó, tình trạng này lại tái diễn và lần này các nhân viên y tế càng trở nên mệt mỏi khi số tiền bị nợ lương là 100%. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều các khẩu hiệu được dâng lên trong lần xuống đường thứ 2 của cán bộ cũng như nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Trong đó thì có một khẩu hiệu đó là đề nghị lãnh đạo của bệnh viện này từ chức. Và từ sáng ngày hôm nay, phóng viên VTC1 đã nhiều lần liên lạc nhưng đã không nhận được bất cứ phản hồi nào từ lãnh đạo của bệnh viện. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, đã có gần 800 lít sữa được trao tặng cho các trẻ sinh non nhẹ cân được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thông tin này được đưa ra tại buổi lễ khai trương ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện diễn ra vào sáng nay, ngày 22 tháng 3. Sau hơn 4 tháng chạy thử, ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhận được 800 lít sữa hiến tặng từ các bà mẹ là các sản phụ có con đang điều trị tại bệnh viện. Lượng sữa này, sau khi thanh trùng, đã được cung cấp cho 280 trẻ, trong đó có 62 trẻ bị nhiễm COVID-19 hoặc có mẹ bị COVID-19, ốm nặng, không thể cho con bú. Mẹ thì do nhiễm COVID nên cũng chưa có sữa, thì các bác ở đây chăm sóc và ăn sữa từ ngân hàng sữa mẹ. Gia đình cũng rất là yên tâm và cũng rất là vui vì là bệnh viện lại có tạo điều kiện để cho các con không có sữa mẹ mà lại được ăn sữa mẹ. Thời gian đầu khi sinh em bé thì là cũng không có nhiều sữa. Và đi sang bên này thì em bé được chăm sóc là ăn sữa ngân hàng, hiện tại cân nặng của con được phân 2 rồi ạ. Nhờ là có sữa ngân hàng nên là bây giờ em bé theo nghiên cứu, sữa mẹ thanh trùng dùng thay thế tạm thời sữa mẹ đẻ giúp giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh muộn ở nhóm trẻ dễ bị tổn thương, nhẹ cân trong vòng 28 ngày đầu đời, giảm thời gian nằm viện và giảm thời gian nuôi dưỡng tĩnh mạch tới 10 ngày so với sử dụng sữa công thức. Chúng ta biết là trong sữa mẹ thì ngoài cái việc sữa mẹ gần như là một cái thức ăn duy nhất và nó vừa rẻ và tiện lợi. Và thứ hai là trong sữa mẹ có các thành phần miễn dịch để cung cấp cho các cháu. Vì vậy là đối với những cháu bé thì
trong lứa tuổi sơ sinh thì đặc biệt cần thiết, và trong lứa tuổi 6 tháng thì cũng rất là cần thiết để cung cấp những hệ miễn dịch cho cháu bé. Và đối với đặc biệt là những cháu bé đẻ non thì chúng ta thấy là cơ thể cháu bé sinh ra rất là non yếu, vì vậy là các bộ phận sẽ không hoàn chỉnh. Và khi dùng sữa mẹ thì ngoài cái việc là cung cấp các yếu tố miễn dịch tăng cường sức khỏe cho cháu bé thì sữa mẹ cũng là cái nguồn thức ăn có thể là dễ tiêu và an toàn nhất cho các cháu. Đây là ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Hà Nội và đầu tiên của cả nước được thiết lập và vận hành tại Bệnh viện Chuyên khoa Nhi. Quy trình hoạt động gồm các bước xét nghiệm sữa mẹ hiến tặng trước và sau khi thanh trùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh khi sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 22 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã ký kết hợp tác hỗ trợ điều trị chấn thương cho vận động viên đội tuyển bóng đá quốc gia. Đây là bước tiến trong công tác y tế, đảm bảo phòng ngừa chủ động và hỗ trợ điều trị chấn thương kịp thời cho các tuyển thủ. Và đây là một bước tiến quan trọng mà quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF với Vinmec, Vinmec sẽ tài trợ khám, kiểm tra y tế, tổ chức hội chẩn chuyên môn và điều trị cho các thành viên đội tuyển quốc gia bị chấn thương trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ. Vinmec cũng sẽ hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn cán bộ y tế tại các đội tuyển về quy trình chuyên môn kỹ thuật khám và điều trị chấn thương. Ngoài ra, trong tương lai, Vinmec sẽ cử bác sĩ tham gia phục vụ đội tuyển trong các hoạt động tập luyện và thi đấu tại các giải quốc tế. Trường hợp cầu thủ muốn ra nước ngoài phẫu thuật hoặc mời chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam phẫu thuật thì Vinmec sẽ là đơn vị liên hệ, VFF chi trả chi phí. Dù vậy, các bác sĩ của Vinmec sẽ theo sát quá trình điều trị của cầu thủ. Thưa quý vị, giờ trái đất tại Việt Nam sẽ diễn ra vào 20 giờ 30 phút thứ bảy tuần này, tức là ngày 26 tháng 3 với thông điệp kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ. Chương trình nhằm kêu gọi mọi người hãy chọn đúng, nấu đủ trong sử dụng thực phẩm, đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng, đẩy lùi tuyệt chủng bằng cách không sử dụng các sản phẩm làm từ động vật hoang dã, bắt hợp pháp và phục hồi bền vững những cánh rừng. Thay đổi từ hành vi của mỗi người sẽ góp phần thực hiện thỏa thuận Paris cho khí hậu vừa được hàng trăm quốc gia thông qua tại COP26 vừa rồi. Năm ngoái thì cả nước đã tiết kiệm được 353.000 kWh điện, tương đương với giảm 82,3 tấn CO2 chỉ sau 1 giờ tắt đèn. Chiều nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phát động mở cửa trở lại hoạt động du lịch Việt Nam trải nghiệm trọn vẹn. Chương trình nhằm tìm ra các giải pháp thúc đẩy sự phục hồi du lịch sau khi mở cửa mạnh mẽ từ ngày 15 tháng 3 vừa qua. Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố phương án mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Các bộ, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia chia sẻ về việc phối hợp, hợp tác để mở lại hoạt động du lịch hiệu quả, sự tích cực, sẵn sàng của các địa phương, doanh nghiệp trong việc xây dựng điểm đến, sản phẩm thích ứng phù hợp với khách du lịch quốc tế và nội địa. Có thể nói, đây là một sự kiện kích hoạt các cái hoạt động du lịch từ cơ sở, từ các điểm đến và các doanh nghiệp đã bắt đầu vào cuộc. Nội dung, thông điệp nhấn định rõ là Việt Nam điểm đến với trải nghiệm trọn vẹn, thể hiện một sự cam kết mạnh mẽ với các doanh nghiệp, các điểm đến để cung cấp ra thị trường chuỗi các sản phẩm mới, những sản phẩm được làm mới sau một thời gian dài ngưng trệ. Thời điểm này được coi là sống còn để kích hoạt tất cả các hoạt động du lịch vốn đã được đóng băng bởi dịch COVID-19. Ở góc độ chính sách, các địa phương cũng đã đưa ra nhiều chính sách và mục tiêu cho việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trong năm 2022. Trong 2022 chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào cái thị trường trong nước, còn thị trường quốc tế thì chúng tôi cũng sẽ xúc tiến đối với tất cả các thị trường. Và các chính sách thu hút các cái khách du lịch quốc tế thì gắn liền với các cái cơ chế chính sách của nhà nước trong cái việc là xuất nhập cảnh người nước ngoài trong cái điều kiện là dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi sẽ tập trung vào các thị trường truyền thống như là ASEAN, rồi Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Và chúng tôi cũng xác định là một trong cơ hội rất lớn của năm 2022 ấy, đó là cái sự kiện SEA Games 31. Đây là một cái sự kiện rất lớn và cũng sẽ là một cái thời cơ để Quảng Ninh thu hút khách du lịch. Tại thời điểm phục hồi sau dịch, hơn 400 đại biểu dự hội nghị,
đều cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Các địa phương cần thống nhất các quy định, xây dựng và công bố các điểm đến an toàn để du khách cả nội địa và quốc tế đều cảm thấy thoải mái khi trải nghiệm các hoạt động du lịch tại Việt Nam. Sau một tháng được mở cửa trở lại, các di tích tại thủ đô đã bắt đầu nhộn nhịp. Đặc biệt sau khi Hà Nội nới lỏng các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, thì hiện các di tích nổi tiếng của thủ đô như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hỏa Lò, lượng khách đã bắt đầu tăng lên đáng kể. Khu di tích nhà tù Hỏa Lò. Nhờ có những nội dung truyền thông hấp dẫn trên mạng xã hội, nên nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để vừa tham quan, vừa nghiên cứu kiến thức lịch sử. Chính vì thế, dù là ngày thường, nhưng lượng khách đến đây khá ổn định. Trên mạng xã hội thì nhà tù Hỏa Lò dạo này rất là kiểu cũng trở thành một địa điểm rất là thu hút các bạn trẻ. Lúc mà em đến thì là không đông quá, nhưng mà đến tầm gần trưa thì các bạn trẻ đến khá là đông đấy. Tại khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, sau một thời gian dài đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, đến nay nơi đây đã đón khoảng 200 đến 300 khách một ngày. Đặc biệt cuối tuần lượng khách có đông hơn. Em thấy người ta nói là sắp mở cửa lại nên tụi em đi. Em mong là hết dịch đi nhiều nơi hơn chứ không có bị hạn chế gì nữa. Lượng khách bà con nội địa của chúng ta từ 15 tháng 2 đến giờ đến thăm di tích thì cũng đã có những từng bước tăng lên. Thế nhưng mà trong những ngày bình thường thì có thể là 100-200 khách, nhưng cuối tuần thì có thể là 300-400 khách và đông hơn. Nhưng mà cái số lượng chủ yếu thì là nhất là các gia đình và các em học sinh, sinh viên thì đến khá là đông. Các di tích phục vụ hoạt động tín ngưỡng của người dân cũng đã dần đông khách trở lại. Đa phần, người dân đều tuân thủ các biện pháp phòng dịch và ban quản lý di tích cũng chuẩn bị nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho khách tham quan, cũng như yêu cầu phải đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào các điểm công cộng này. Đối với công tác phòng chống dịch thì đối với Phủ Tây Hồ chúng tôi cũng chấp hành nghiêm về cái 5K của Bộ Y tế, đồng thời là các cái dịch mà dung dịch để mà sát khuẩn thì cũng và có những cái loa nhắc nhở thường xuyên ngay ở cổng vào ở Phủ Tây Hồ. Sau 2 năm đóng cửa, những chính sách khôi phục ngành du lịch đang dần được triển khai. Hiện Hà Nội đã cho phép mở cửa các dịch vụ sinh hoạt bình thường và mở cửa lại phố đi bộ, khu vực bờ hồ. Đây sẽ là điều kiện để Hà Nội thu hút khách du lịch, khôi phục ngành du lịch dịch vụ vốn đã ngủ đông suốt 2 năm qua.